Chào cả nhà, hôm nay mình đến viếng chùa Ân Hòa Tự. Chào mọi người, chào mọi quan thêm một tá. Đây hãng tỏ mặt đây hãng tỉnh tỏ hãng kinh tỉnh là hãng thất sát là hãng cường mì là hãng thầy tâm là hán quá tập vàng là hán cái gì là hán cự bán là hãng thánh nhị hiển là hãng Hoàng Long là hang tham thủ cài 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 thằng này thì bắt trai nhau không bắt ôi con đang bơi đừng bơi là hang thiên sư là hãng Bà Tiêu là hãng Bố Đại là hãng Phục Hổ
Định chỉ tay kim cang. Đại mã lão tổ kim cang. Mai phong tàn thơ kim cang. Ba dạng tứ thiên kim cang. Thiên lôi chấn động kim cang. Ngũ quá giá hạnh kim cang. Thanh trì tai kim cang. Thập nhị bộ thành kim cang. Đầu đảnh quả luân kim cang. Thâu chấp tịnh định kim cang. Quỳnh tỳ cầu kim cang. Đại thần kim cang. Đây là ngoài cổng đường hướng lộ chợ mới bắt con gà lên chi. Chùa Tăng Hòa Tự, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vô chánh điện.
Ki Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Chùa này chùa Tăng Hòa Tử, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây có thùng cúng dường Tam Bảo. Ê, sao ngồi đất rồi? Ngồi. Trời. Ông Tâm cầm không quay kìa. Dạ, cho mày vô đó. Chưa ngồi đây. Cặp bên bên trái là giảng đường. Thánh điện. Chùa Tăng Hòa Tự, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang.